gì bọn này không? Chưa. Tao thuận tại hơn em nữa anh. Chưa. Không lên được kìa. Ờ sao tao không nổi vậy? Không lên được banh luôn á. Giám đốc, anh thiệt. Lắc lắc tôi quen tay mà. Rồi bóng đây là chị mới thắng anh Huy đi xé. Rồi, nói vô. Ba không hả? Ba không. Giỡn rồi. Mày giỡn hả chị Thanh? Giỡn này quá mà. Nãy giờ là thắng 5 trận liên tiếp rồi. Ghê quá anh Huy, anh Tổng ghê quá. Mày giỡn. Tổng đang lên tổng quay quay đá. Bốn một rồi hả? À, chuẩn bị vô nè. Vô Nhật ơi. Xong rồi Nhật ơi. Vô. Thế chào ra ngoài Nhật ơi. Anh em mình xỏ vàng ở sân đây nè. Lên banh không được rồi kìa. Lên công 10 thủ, lên công 10 thủ. Xong rồi. Wow. 6 lần vô địch, 6 lần vô địch. Quá hay, chị vẫn đang muốn ra lắm rồi. Chị đá nhà vợ, giờ cho em vô. Đá nữa đây. Đâu rồi anh ơi. Đây, chị Mẫn Thanh đương kim vô địch của giải ngày hôm nay. Giải này tổ chức có một ngày thôi các bạn. Chúng ta chỉ có một sân đấu, đó là cái sân đấu tại Hồ Lắc. Cặp này đá ngon à, cặp này đá đúng à. Mình có bốn vận động viên này đó, Robin nè. Đây, chị Mẫn Thanh. Ồ, cặp này đá ghê à. Giọng ca trên kênh của SK nè các bạn thấy không? Bữa nay chị không hát mà chị sẽ chuyển sang đá banh. Đây, bữa nay nghe. Anh Nhật có tự đá vô luôn hả? Anh Nhật à, đây anh Vinh à, người lái flycam đi qua đoàn. Trời có hãng lưới nhà luôn hả? Bạn đĩa không có đá banh nhưng mà đứng ngoài cũng được. Chị chụp nhanh quá. Rồi đây là ai? Đây là anh Huy, biết đá của đoàn phim gia đình là số 1.